Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi News và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của tập ngày nhé. Câu chuyện của người Trung Quốc đầu tiên nhiễm corona tại Việt Nam. Ly Chi Chao ngồi trên chiếc giường 78, phòng 13, khoa bệnh nhiệt đới. Anh tháo khẩu trang và có thể trò chuyện như một người bình thường sau hơn 10 ngày cách ly. Ly Chi Chao 28 tuổi, quê Vũ Xương, Vũ Hán. Trung Quốc làm cho một công ty sản xuất thiết bị y tế và khẩu trang được cử sang Việt Nam 4 tháng. Trước khi kết thúc chuyến công tác, anh đón cha mẹ từ Trung Quốc đến du lịch Việt Nam rồi cùng trở về nước đón Tết. Mọi biến cố ập đến bắt đầu từ chuyến bay sang thăm con của bố mẹ anh. Cha mẹ Ly từ Trung Quốc quá cảnh Hà Nội rồi tiếp tục đến Nha Trang. Ly đón bố mẹ, tại Nha Trang, cả nhà cùng nhau đi trên chuyến tàu SI-5, vào Sài Gòn. Họ về Bình Chánh, người cha bắt đầu phát sốt. Ly truy trao nhớ lại, tôi đưa cha mình khám, tại cơ sở y tế Bình Chánh. Lúc này tôi cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe, có dấu hiệu sốt. Khi tôi nói, rằng mình đến từ Trung Quốc cả hai, đang bị xuất bác sĩ, đã hành động rất nhanh. Họ cách ly chúng tôi, vào một phòng riêng biệt. Sau đó chúng tôi trải qua một số thủ tục kiểm tra y tế. Từ kiểm tra toàn thân, x dây, máu, cổ, kiểm tra virus. Tại thời điểm đó, tôi, và cha không nghĩ mình, sẽ nhiễm virus corona, vì ngày cha tôi bay sang Việt Nam, tình hình ở Vũ Hán, vẫn còn ổn định. Khi các bác sĩ ở Bình Chánh quyết định chuyển hai cha con lên bệnh viện trợ giấy tôi mới nghĩ sự việc có vẻ nghiêm trọng khoảnh khắc mà tôi và cha cảm thấy khó khăn nhất là đoạn đường chuyển từ bình chánh tới bệnh viện trợ giấy toàn bộ các con đường đều bị phong tỏa họ yêu cầu người dân không được tới gần còn nhân viên y tế thì bảo hiểm toàn bộ từ mũ nón áo mặt nạ trên đường đi chúng tôi rất lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình vậy khu điều trị cách ly tại bệnh viện trợ giấy hai ngày sau mẫu xét nghiệm của cả hai đều cho kết quả dương tính với virus corona Hai cha con Ly là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam nhiễm virus corona, từ 23 phần 1 đến 3 phần 2 tức từ ngày 29 đến mùng 10 Tết âm lịch. Ly cùng cha ở trong phòng cách Ly điều trị tại bệnh viện trợ giấy. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, bệnh viện trợ giấy nhớ lại buổi tối tiếp nhận hai cha con nhà Ly vào chiều tối 28 Tết bằng sự chuẩn bị tập huấn hàng năm cũng như kinh nghiệm phòng chống dịch qua các đợt dịch S5N1, S1N1, S7N9, Zika, Ebola. Ekip y tế nhanh chóng chủ động thao tác cách ly người bệnh ban đầu các bác sĩ rất khó khăn khi người cha không chịu hợp tác ly chỉ là người đưa cha đi khám bệnh anh không nghĩ mình mắc bệnh nhờ sự cảnh giác cao độ của bác sĩ bệnh viện trợ giấy biết rằng hai người này đi từ vùng dịch tễ rất nhiều khả năng mắc bệnh bác sĩ nguyễn ngọc sang người trực tiếp điều trị cho ly và cha họ là người nước ngoài thời điểm phát bệnh lại gần tết âm nên tâm lý khá hoảng loạn bác sĩ phải thuyết phục làm liệu pháp tâm lý để họ tin tưởng và hoàn toàn an tâm các bác sĩ việt nam sẽ làm một điều tốt nhất cho bệnh nhân, bác sĩ Sang cho biết. Cha của Ly là người có tiền sử hàng loạt bệnh, u phổi vừa phẫu thuật tiểu đường tiếp 2, bội nhiễm đường hô hấp tim đặt stent. Nhiều bác sĩ các chuyên khoa hợp sức điều trị. Để giữ đường huyết tim mạch ổn định, xử lý phần nhiễm trùng hô hấp, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện trợ giấy cho hay, nếu không làm chủ các bệnh nền tính mạng ông Ly Đinh có thể nguy kịch trước khi bị virus corona tấn công, để chăm sóc cho hai bệnh nhân đặc biệt. 30 bác sĩ, điều dưỡng lực lượng kiểm soát nhiễm khuẩn, thu dọn chất thải xử lý đúng quy trình. Mỗi ngày, sẽ có 3 kiếp trực gồm một bác sĩ, một điều dưỡng, vào chăm sóc, cho thuốc và thăm khám cho bệnh nhân. Mỗi đợt như vậy mất từ 2 tháng 3 giờ, các bác sĩ, và điều dưỡng, được phân công phải có kinh nghiệm qua các trận dịch, có tâm lý vững, vàng cũng như tiếp xúc được với bệnh nhân. Ban đầu bất đồng ngôn ngữ, rất khó khăn giao tiếp, hai bên phải, dùng Google dịch, đến khi người con cho biết anh có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, mọi vướng mắc đã, được tháo gỡ. Ly, đã hoàn toàn khỏe mạnh sau hơn 10 ngày điều trị, tại bệnh viện trợ giấy, bệnh nhân Ly Di Chào, được điều trị bằng một loại thuốc hạ sốt. Phòng cách Ly, được mở rộng cửa tạo luồng không khí tự nhiên, nhiệt độ phòng cao, có ánh nắng mặt trời, bệnh nhân, được xúc họng bằng dung dịch sát khuẩn, và có chế độ dinh dưỡng rất đầy đủ. Hơn 10 ngày, tình trạng hai người bệnh có diễn tiến tốt. Các bác sĩ thở vào nhẹ nhõm, và rất hạnh phúc với kết quả khả quan ban đầu. Ngày 4 tháng 2, Ly Chi Chào sau khi xét nghiệm âm tính với virus corona 4 lần, đã, được bác sĩ cho xuất viện, người cha do có quá nhiều bệnh cảnh nặng, nên sức khỏe hồi phục chậm hơn, vẫn, đang, được cách ly điều trị tại bệnh viện trợ giấy. Bệnh viện trợ giấy, đã bố trí cho Ly ở một phòng bình thường trong bệnh viện để tiện chăm sóc động viên nâng đỡ tinh thần cho cha đang nằm điều trị cách ly mỗi ngày ly đều gọi điện nói chuyện với cha qua mạng xã hội để biết tình hình mỗi ngày ly gọi hỏi thăm cha mình qua điện thoại và mạng xã hội ảnh phan nhơn ly truy trao cho biết anh đang chờ đợi cha mình khỏi bệnh và gia đình anh trở về trung quốc sau đợt điều trị này cha tôi cơ bản đã khỏe không còn ho suốt nữa giờ chúng tôi không lo lắng gì về bản thân nữa chỉ thấy lo lắng cho người dân ở quê hương vũ hán trung quốc người dân quê tôi đang nhọc nhằn chiến đấu với dịch bệnh corona. Song tôi nghĩ chính quyền đã hành động kịp thời kiểm soát con virus này. Cá nhân tôi, cảm thấy may mắn khi được điều trị bởi các bác sĩ Việt Nam, họ tử tế và tận tình cứu chữa, được điều trị tốt đầy đủ. Khi nhận thông tin khỏi bệnh tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và cảm ơn các bác sĩ nơi đây, Ly chia sẻ. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé.